Kính chào đến tất cả mọi người. Hiện tại là mình đang có mặt ở phường Thới An, và theo như những cái thông tin mà hình ảnh của em Bích gửi đến cho GoFood thì hiện tại là bây giờ ở đây có 13 phòng trọ, và hiện tại bà con cô bác công việc cũng như là các thứ là rất là khó khăn, đặc biệt trong mùa dịch này. GoFood đã liên hệ được với Bích và đã tới đây, thì nhờ em chia sẻ trước cho anh với mọi người biết về những cái khó khăn của tất cả mọi người ở trong dãy phòng trọ như thế nào. Dạ, cũng dãy phòng trọ em cũng nghỉ đây cũng gần 2-3 tháng rồi, còn không ai làm gì hết, cũng không có tiền để mà đi chợ rồi mua này mua kia, rồi không có tiền đóng phòng trọ vậy đó. Em cũng nhờ anh giúp đỡ, rồi anh cũng lại giúp cho bên chỗ em. Đa phần là bà con ở đây là về cái công việc đó làm gì? Dạ, mấy anh chị làm công nhân với mà làm bán hàng rong với mà lượm dây chai cũng có nữa. 13 phòng này đó là hiện tại là còn bao nhiêu phòng được đi làm và bao nhiêu là thất nghiệp? Dạ, chỉ có được một phòng thì ở lại công ty, còn mấy anh chị giờ ở nhà không mà không có. Là 2-3 tháng nay rồi đó hả? Dạ đúng rồi. Cái việc ăn uống như thế nào Bích? Dạ, của bà con ở đây? Dạ, trong khi phường thì cho ít rau với miếng gạo vậy đó. Rồi vậy có một lần hai lần vậy thôi à. Em nói với anh là em ở cái phòng cuối là phòng số 13 luôn ha. Dạ, đúng rồi. Là một tháng bao nhiêu? Dạ, một tháng 1,5 triệu tiền phòng. 1,5 triệu tiền phòng. Thì bây giờ chủ yếu là bà con tập trung tiền nong vô để mà đóng cái tiền hàng tháng tiền phòng ha. Dạ. Còn ăn uống thì bây giờ có gì ăn nấy thôi. Dạ. Hiện tại bây giờ là 13 phòng là có đủ bà con đang có mặt ở đây hết. Dạ, chỉ còn 12 phòng thôi. Còn một phòng thì anh này là ở chỗ làm, ở công ty. Thì một chút nữa anh sẽ bàn lại với lại cô chủ nhà ở đây ha. Dạ. Đó. Trước mắt là anh thay mặt Mạnh Thường Quân gửi những cái món quà đến cho bà con ở đây. Dạ. Bằng tiền mặt đó là 13 phòng là tương đương là 13 triệu, mỗi phòng là 1 triệu. Dạ. Anh nhờ em dẫn anh đi tới từng phòng, phát dạ. từng phòng, một phòng 1 triệu nha. Dạ. Mà anh đọc tên vào cái khoản tiền cái. Đầu tiên thì thay mặt cho 13 phòng trọ ở khu vực đường Lê Thị Riêng, quận 12. Xin cảm ơn tới quý Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ bà con cô bác. Thứ nhất là anh Vĩnh ở Sydney là 1 triệu 7. Thứ hai là của anh Giang ở Sydney 1 triệu 7. Thứ ba là của vợ chồng chị Thúy Anh Dũng là 4 triệu. Thì tổng cộng là nhóm của các anh chị đó là 7 triệu 4. Thứ tư là của chị Trần Thu Hằng ở Cali, Mỹ là 2 triệu. Thứ năm là của anh Khương ở quận 11 là 1 triệu. Thứ sáu là của cô Châu ở Quảng Ngãi là 1 triệu 3. Và cuối cùng là của chị Đào Trần ở Florida, Mỹ là 1 triệu 3. Thì tổng cộng là 13 triệu. Dạ. Đây, anh đưa cho em 13 triệu nè. Em đếm lại giùm anh 13 triệu giùm anh. Đủ rồi ha em. Dạ. Thì bắt đầu bây giờ mình sẽ đi từ phòng số 1 tới phòng cuối cùng là phòng của em, phòng số 13 nha. Dạ. Ở đây là chung chỗ trọ của cô này luôn đó hả? Cô là chủ trọ đây. Dạ. Liễu ơi. Liễu. Đây nhận tiền. Đây phòng số 1. Dạ, phòng số 1. Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước gửi đến bà con 1 triệu đồng nha chị. Dạ. Liễu. Dạ. Chị mấy đứa mấy cháu rồi? Hai cháu rồi. Và đang thất nghiệp. Dạ. Thôi em đi nha, chúc may mắn nha. Em đi tới phòng số 2. Ở đây. Nói bà con đừng có ra ngoài đó, nó gửi. Gửi cho chị quà nha. Dạ. Thôi Thảo chưa về tới, nó đang chạy về. Để chút bạn đó về tới. Đi chợ. Công việc của anh là làm gì? Em chạy ba min, tài xế công nghệ. Bữa nay không chạy hả? Em nghỉ hơn 2 tháng nay không có chạy được. Lý do là sao anh thấy anh em ở ngoài chạy được? Cái đó là bên Grab á, còn bên em là ba min, chỉ giao đồ ăn thôi, mà công ty nó phá áp lại nó không có chạy. Anh có gia đình chưa? Dạ, em có gia đình mà ly dị. Dạ. Rồi, chúc may mắn ha. Dạ, dạ. Phòng số 4.
Gửi anh quà Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước nha anh. Với chúc sức khỏe nha anh em. Cảm ơn anh. Dạ. À, cũng cảm ơn gia đình nha. Dạ. Thôi em đi. Tại vì thất nghiệp cũng mấy tháng rồi anh. Tháng. Công việc anh là làm gì? Em sửa máy dạo của anh. Sửa đồ điện lạnh hả? Dạ. Dạ. Bây giờ mình không có dịch, mình không có đi làm được. Dạ, thôi gắng cho giờ dạ, cái phóng sự cho nó ok tí. Dạ, chị ơi, em cảm ơn. Dạ, em đi. Dạ. 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 À, cũng tính là gửi thực phẩm đồ nhưng mà gửi tiền mặt đi thôi để cho bà con muốn mua gì mua cho nó dễ hơn. Dạ. Ha. Đó. Như chị ví dụ như là 1 triệu đồng này chị sẽ sử dụng như thế nào? Em chuẩn bị đi mua gạo nè, mua mắm, mua muối. Với lại là để dành hết đồ ăn thì mua thêm thôi. Mua mấy ký gạo? Thì em mua 5 ký có một mình. 5 ký là tầm khoảng nếu mà gạo 15 ngàn ký hả? Vâng, thì khoảng chắc chưa hết 100 ngàn rồi em mua ít thịt cá gì đó anh để. À, vậy là bữa nay chiều nay là mình sử dụng cái này chắc cũng khoảng 200-300 ngàn. Dạ. Rồi à, còn... để dành biết đâu dịch cái còn kéo dài mình phòng để... thân ha. Dạ. Dạ. Ở đây là ngày mấy là đóng tiền nhà vậy chị gái? Ờ, em là ngày 4 á. Ngày 4. Dạ, nhưng mà cô chủ cũng có bớt cho, ở đây 1.2 triệu một tháng. Thì cô chủ có bớt cho 200 ngàn. Dạ. Thì 1 triệu mới điện nước cho nữa thì khoảng tầm 1.3 triệu. Dạ. Tất cả luôn á. Dạ. Chị làm công việc gì? Em làm nhân viên phục vụ ở quán ăn ở đường ở Thất Sơn ngay chỗ TA16 này anh. Vậy là chắc là cũng nghỉ lâu vậy lắm rồi đó. Dạ đúng rồi. Dạ. Thôi chúc may mắn nha. Dạ, cảm ơn anh ạ. Dạ. Dạ. Anh gửi nha. Dạ. Nó sẵn tiện là anh đang quay video á, nếu mà ai muốn công việc hay là như thế nào, ví dụ như ở trên clip thì cứ nhờ mọi người, tại ở trên kênh cũng theo dõi nhiều đó nên là họ tạo cái việc làm. Dạ, em gửi nha. Dạ. Đã, chị đang đi chợ hả? Dạ. Đang đi chợ chưa về chưa đi? Dạ vâng. À rồi nghe nói là có Mạnh Thường Quân tới gửi những phần quà đó cái chạy về. Dạ rồi. Dạ. Thôi bây giờ lấy thêm có nhận được quà thì đi mua thêm ít đồ nha chị gái. Dạ rồi. Rồi đi tiếp. Dạ, dạ. Em đi. Dạ. À. Chưa? À. Gửi ra ngoại nha, chịu ngoại mua sữa sùng với lại các thứ rồi cho mấy cháu nhỏ nha. Dạ, ngoại cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Ngoại quê ở đâu? Ngoại ở Khánh Hòa. Khánh Hòa. Rồi đợt này là không có về quê kịp hả? Cả năm nay rồi ngoại biến trong này. À, khó khăn quá, mình không có vé xe mình về ha. À, ngoại đang ở nhà, ngoại giữ cháu hả? Giữ cháu. À, cháu nội hay cháu ngoại? Cháu đi. Ngoại. Dạ, dạ. Rồi ba mẹ nó cũng đang thất nghiệp luôn? Ba mẹ cũng đang thất nghiệp. Dạ, thôi dạ. Chúc sức khỏe ha. Rồi, dạ. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ, dạ, không có gì. Dạ, dạ. Con nhỏ nè. Dạ. Mấy đứa con rồi chị gái? Dạ, em hai đứa. Hai đứa. Đứa lớn mấy tuổi? Dạ, đứa lớn 9 tuổi. Thì hai đứa nhỏ đang... Ủa, xin lỗi. Hai vợ chồng đang thất nghiệp luôn. Dạ, hai vợ chồng em thất nghiệp hơn 4 tháng. 4 tháng. Công việc hai vợ chồng làm gì? Em buôn bán tự do. Buôn bán tự do. Bán thì còn chồng em chạy xe ba gác. À. Bốc vác. Chị đi chợ chưa? Đi chợ chưa hả? Chưa, đông chưa. Quá dưới đông quá hả? Em cũng đi. Dạ. À, liệu cơm gấp mắm ha. Dạ, cũng liệu cơm gấp dạ. Mắm đi, để dành tiền cho ngày uống sữa nữa. Uống sữa. Dạ. Ở dãy này hình như cũng ở bên đây thì trẻ em nhiều hơn ở dưới bên kia. Dạ. Thôi em đi nha. Dạ rồi, em cảm ơn em nhiều. Dạ, để em đi gần chút xíu rồi em nói chuyện. Dạ. Chưa, ta đang đi. Dạ, đợi em chút xíu ha. À, cái phòng này thì cái anh làm công nhân mà anh ở trong trong cái chỗ làm của anh luôn, để anh chút thì cái này bàn sau ha. Rồi em gửi hết đi. Cũng ở đây à, em gửi 1 triệu Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước cho bà con có cái tiền để mà xoay sở trong mùa dịch nha chị gái. À, chị làm công nhân hả? À, thất nghiệp lâu chưa? Đi chợ chưa? Chưa đi chợ luôn.
Thôi em gửi nha, chúc sức khỏe nha. Còn cuối cùng là của Bích ha. Ừ, em cứ giữ đi, em cứ giữ đi. Ừ, bây giờ anh sẽ giữ lại một phòng số 11. Anh sẽ ra nói chuyện với lại cô chủ nhà nha. Anh để anh hỏi em và anh cảm ơn em. Đó, em là người mà liên hệ với lại anh để biết được cái hoàn cảnh đồ khó khăn đồ của bà con cô bác. Dạ. Em có mấy đứa con? Dạ em có một đứa con. Ờ, đứa con. Em làm công việc gì? Dạ em làm công nhân. Rồi cũng thất nghiệp cũng mấy tháng nay. Dạ, thất nghiệp. Rồi quê em ở đâu? Quê em ở Bạc Liêu. Bạc Liêu. Dạ. Là không có về được. Dạ đúng rồi. À, vậy đó. Dạ. Với 1 triệu này đó thì hai vợ chồng với đứa nhỏ thì sử dụng như thế nào? Dạ em để mua sữa cho con em. Mua sữa với mình mua mì với mua gạo. Sữa là cháu nó cần uống sữa hộp đó hả? Dạ, con em mấy tuổi? Con em 4 tuổi. Uống sữa hộp. Dạ uống sữa hộp. Tại sao anh thấy em nhấn mạnh về cái việc mà nói về ăn mì là sao? Là tiết kiệm. Không có, kiểu như là mua mì để trong nhà mình ăn á. Ăn đó là ăn sáng hả? Dạ. Ăn sáng. Còn em đi chợ chưa? Dạ chưa, sáng giờ em chưa đi. Chưa đi. Vậy đó. Anh cảm ơn em nha. Dạ, rồi để anh nói chuyện với cô chủ nhà một cái rồi anh kết thúc clip luôn nha. Dạ, em cảm ơn anh chị ủng hộ cho dĩ nhà trọ em. Dạ, dạ. Dạ. À, cô Năm, chủ nhà trọ của 13 phòng ở đây. Dạ. À, hồi nãy thì cũng có nghe bà con cũng có nói cũng mừng về chỗ này thì là cũng cô có giảm. Dạ. theo tháng ha. Dạ. Đó. Thì cô giảm là cô giảm tiền điện hay tiền nước hay là như thế nào cô Năm? Cô giảm tiền phòng. Tiền phòng. Dạ. Dạ. Phòng điều hết rồi hả cô Năm? Dạ. Chú biết con em này nó khó khăn quá, giảm 2 tháng tiền phòng là 3 triệu á. Tại vì phòng này tới 1,5 triệu. Thành ra giảm 2 tháng 3 triệu tiền phòng rồi. Là 2 tháng là không lấy tiền. Không lấy tiền luôn. Không lấy tiền của phòng của Bích luôn. À, phòng của Bích này tại nó quá khó khăn. Dạ. Thành ra mình cũng giảm cho em 2 tháng rồi. Dạ. Nói chung là phòng nào khó khăn thì mình ưu tiên hơn chút. Đúng rồi, mình phải nhìn lại cái này khó khăn quá, dụ mình tới tháng thì mình đưa giấy ai đóng được thì mừng. Còn ai không đóng được thì để đó, chứ mình cũng không có làm khó người ta được. 13 phòng này thì ở tháng trước đó. Dạ. Tất nhiên là cô có giảm rồi, nhưng dạ, mà 13 phòng này giảm ngoài cái phòng của Bích ra thì họ có đóng đủ cho cô hết rồi. Dạ cũng có thể có đóng đủ, nhưng em nào khó khăn quá thì cho em nó thiếu lại, chứ mình cũng không dám nói gì. Chủ trọ như cô quá tốt rồi. Dạ. Gặp nhiều chủ trọ như cô là... Dạ. À, như thế này hả cô, thì cái phòng số 11 này đó. Dạ. Là anh này anh đi làm công nhân thì có thể là theo cái quy định ở trong công ty thì không có được về đây. Dạ. Nó thì hồi nãy cũng có nói với Bích đó. Dạ. Thì ảnh là chung với dãy nhà trọ. Dạ. Thì gửi cho ảnh một phần. Dạ. À, cô giữ giùm con ha. Dạ. Dạ. Khi nào mà ảnh về hay như thế nào đó anh cô gửi lại nha. Dạ. Đây con gửi 1 triệu. Dạ. Dạ. Cũng thay mặt cảm ơn chú cũng giúp đỡ cho nhà trọ, tôi cũng cảm ơn. À. Tại vì lúc này nó chung khó khăn quá, chung tay một chút. Đúng rồi. À, hồi nãy như con cũng có nói ai mà nhà chủ nhà trọ giống cô Năm đây là quá ok. Dạ. Như tháng này là phải giảm sâu cho người ta, tại vì người ta ở nhà không đâu có ai đi làm. Ừ. Mà ví dụ như ai có tiền đóng thì mình cảm ơn, còn ai tiền đóng thì cứ để đó. Dạ. Chứ mình không làm khó người ta được, mình cũng la đúng đầy rồi, người ta được. Đúng rồi. Tại lúc này khó khăn là khó khăn chung. Đúng rồi. À. Mình chia sẻ một chút. À. Thấy cô xúc động quá vậy. Cô có từ trước tới giờ cô có nằm ở trong cái hoàn cảnh giống bà con ở đây khi mà cô còn trẻ hoặc là như thế nào không? Có chứ. Có chứ hả? Nên là mình hiểu, mình đồng cảm với bà con. Dạ. Ừ. Cô quê ở đâu? Chung xưa giờ quê ở đây. Quê ở đây. Dạ. Ừ. Nhà ở là ngoài khu phố 1, giờ có chồng về khu phố 2. À, cảm ơn cô Năm nha. Dạ dạ, không có gì. Tạm thời thì GoFood xin phép được kết thúc clip ở đây. Một lần nữa thì xin cảm ơn tới bà con cô bác, xin cảm ơn tới quý mạnh thường quân đã đồng hành cùng ở trên kênh GoFood để giúp đỡ cho bà con trong cái mùa dịch này. Xin chúc cho mọi người được bình an, được nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Xin chào và hẹn lại mọi người ở clip sau.